Falcon 26 là bộ máy đặc biệt nhất trong tất cả các sản phẩm máy bộ của Hà Nội Commuter. Vậy nên chúng ta sẽ rất khó so sánh giá của em máy này với lại các cái dòng khác cùng phân khúc. Và đặc biệt thì bao giờ ETX sẽ vẫn luôn có giá cao hơn so với lại các cái bộ máy ATX cơ bản khác. Và cái máy này thì sẽ hướng tới những cái bạn nào ưa thích cái sự nhỏ gọn, nhưng mà bên cạnh đấy thì vẫn bắt buộc là phải có thể cân đủ các cái tựa game mới bây giờ và livestream một cách mượt mà trên các cái tựa game hot hit nhất. Và xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Commuter. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi đến cái phần quan trọng nhất của một máy bộ, đó chính là về giá cả nhé. Thông thường với máy bộ Dell, Lenovo hay là MSI khác thì chúng ta sẽ phải chấp nhận giá bán cao hơn so với giá linh kiện tương đương khi mà mua lẻ. Và nó thì được gọi là chi phí đóng gói. Nhưng mà điều này thì lại không đúng khi mà nói tới Falcon 26. Nếu so sánh trực tiếp cấu hình chính xác của Falcon 26 có giá bán lẻ là 35.599.000 đồng thì bạn sẽ có Core i5-10400, bo mạch chủ Asus B460i Strix Gaming, 16GB Corsair RGB Vengeance Bus 3000, ổ cứng Western Digital 500GB NVMe, cặp màn hình Gigabyte RTX 2060 Super, nguồn Corsair SF750 và tản nhiệt là EK IO 120. Vỏ cây ở đây sẽ là Fantech Strip E. Nếu như các bạn mua lẻ từng linh kiện và tự lắp thì giá thành của nó sẽ rơi vào khoảng là 34.700.000 đồng, tức là rẻ hơn khoảng 3% của Falcon 26. Nhưng nó chỉ rẻ hơn khi mình chưa kể bộ quà tặng mà các bạn sẽ nhận được khi mua, bao gồm có bộ gaming gear trị giá tới 4,3 triệu đồng với đầy đủ chuột phím của SteelSeries và tai nghe, loát chuột của Dareal và cùng vô số các cái giảm giá khác khi mà mua kèm màn hình hay là phụ kiện khác. Nếu các bạn lựa chọn không lấy gói này thì có thể trừ trực tiếp tới 3 triệu đồng vào giá sản phẩm, biến Falcon 26 từ đắt hơn 3% thành rẻ hơn 5% so với giá các bạn tự lắp. Và chỉ riêng việc này thôi thì khiến nó đã đáng mua hơn rất nhiều so với việc các bạn tự mua về rồi lắp phải không nào? Một điểm hơn hẳn của Falcon 26 này đó chính là về cái khả năng có thể tùy chỉnh được cấu hình. Nếu như với các dòng máy bộ của nhà Asus, này, Lenovo hay là Dell thì các bạn chỉ có thể lựa chọn được những cái cấu hình được những cái phần cứng mặc định có sẵn mà thôi. Còn về em Falcon 26 này thì các bạn có thể tùy ý lựa chọn các cái sản phẩm có cái mức giá tương đương hoặc là cao hơn mà vẫn giữ nguyên được cái khuyến mại mà các bạn đã được nhận ban đầu. Nếu như các bạn muốn livestream mượt mà hơn thì có thể đổi lên thành là Core i7-10700, hay là muốn chơi game mượt mà xịn sò thì đổi thành RTX 2070 Super, hay đơn giản là muốn kit RAM của chúng ta có dung lượng cao hơn, vân vân và mây mây thì đều có thể tùy theo các bạn mà lựa chọn nhé. Điểm mà mình cảm thấy hay nhất ở Falcon 26 đó chính là kích thước nhỏ gọn. Chiếc Fantech Strip E này thì vẫn luôn nằm trong top những sản phẩm cây ATX bán chạy nhất từ trước tới giờ. Và em thì có lẽ không còn lạ lẫm gì nữa phải không nào? Đi cùng với thiết kế đơn giản mà phong cách đặc trưng của Fantech thì chúng ta sẽ có hai bên hông mặt lưới để lưu thông gió tốt hơn so với là kính cường lực truyền thống. Mặt lưới này cũng để lộ đèn LED RGB bên trong một cách khá là mờ ảo. Nếu mà so với mặt kính thì sẽ không đẹp bằng, nhưng mà bù lại thì khả năng làm mát của CPU và VGA sẽ tốt hơn khá là nhiều. Và đặc biệt trong một hệ thống ETX khi mà các linh kiện bó chặt lại với nhau thế này thì vấn đề lưu thông gió thì càng phải được quan tâm hơn. Khác với những mẫu vỏ thông thường thì toàn bộ cổng kết nối của mainboard được đặt ở phía trên nóc của case và truy cập bằng cách ấn nhẹ về trên nóc. Tuy nhiên chỗ này thì chỉ phù hợp cho việc cắm các thiết bị phụ như là chuột này, phím hay là dây wifi, tai nghe. Còn lại USB hay ổ cứng di động thì quá là to và nó sẽ phù hợp khi mà chúng ta cắm ở hai cổng USB 3.0 ở mặt hông nhé. Mặt hông được tháo ra khá dễ dàng chỉ bằng hai ốc vít gài sẵn. Falcon 26 đi kèm sẵn một quạt hút gió kích cỡ 120mm đặt ở mặt trước. Và thực ra thì cái này đối với mình nó cũng chỉ thêm thắt một chút bởi vì khu vực gió hút ở phía trước thì đã bị chắn hoàn toàn bởi tấm nhựa ốp. Nội thất bên trong thì khá là gọn gàng, dây được bó gọn lại để không chắn gió của tản nhiệt. Khu vực lấy gió được phân chia rõ ràng khi mà chiếc tản EK IO 120 sẽ hút gió từ khoảng không ở giữa, còn cặp màn hình thì sẽ hút gió từ bên ngoài vào. Chiếc Falcon 26 này thì thực sự phù hợp với những anh em nào thích chơi các tựa game offline hot hit nhất trên thị trường, cũng như là livestream game khi mà rảnh rỗi. Thế nhưng mà ở phần trước, ở video lần trước ấy, thì mình có gặp vấn đề về nút thất tản nhiệt khi mà mình dùng em tản là ML120R thì em nó không đủ làm mát CPU khi mình bật chế độ là Asus Performance Instrument và nó khiến cho CPU throat nặng xuống còn khoảng là 4.1GHz mà thôi.
Nhưng các bạn ạ, đấy là câu chuyện của ML120R. Còn ở đây với Falcon 26 thì chúng ta sẽ có tản nhiệt là EKIO120. Và kết quả thì sao? Thực sự là mình thấy khá mỹ mãn khi CPU chạy ổn định, kể cả khi mà mình bật AVE lên rồi. Và cũng như là cái mức xung thì luôn giữ ở khoảng là 4GHz, tức là ngang với Core i5-10600. Và nhiệt độ thì rất ổn định, kể cả khi mà chạy stress test bằng Ryzen 95 cùng với lại Fermat. Nhiệt độ thì cũng chỉ dao động là 74 độ C CPU và 82 độ C ở cả màn hình. Khi mà chơi game thì tất nhiên là sẽ nhẹ hơn rất nhiều và chỉ còn lần lượt là 63 độ và 72 độ mà thôi. Nếu như các bạn còn băn khoăn về hiệu năng gaming thì bộ đôi 10400 và 2060 Super vẫn đủ sức chơi tốt tất cả các tựa game hiện tại ở mức thiết lập tối đa trên độ phân giải là Full HD. Ở đa số các tựa game mình thử nghiệm thì đều cho lượng FPS dao động từ 100 cho tới 200. Chỉ duy nhất có Assassin's Creed Odyssey và Battlefield 5 thấp hơn một chút. Nhưng mà nói chung là các bạn dùng máy này chơi game có lẽ là không cần đến cấu hình yêu cầu đâu. Nhưng bài review này thì mình hướng đến chính là phần livestream những tựa game đó. Mình sẽ dùng mức thiết lập tiêu chuẩn bao gồm có bitrate 6000, độ phân giải Full HD, 30 khung hình trên giây và thiết lập encode bằng CPU Reset Faster. Đây là mức tiêu chuẩn chất lượng cho các bạn livestream cả YouTube lẫn là Facebook Gaming. Do khi livestream sẽ tốn khá nhiều tài nguyên, đặc biệt là CPU, thế nên mình phải giảm thiết lập toàn bộ game xuống mức medium để đảm bảo lượng FPS khi chơi lẫn live đều ổn định. Như các bạn thấy thì chất lượng hình ảnh là rất ổn và lượng FPS duy trì đều ở mức loanh quanh 100 cho tới 200, trừ những cái sát thủ phần cứng như là Assassin's Creed, thế nên là các bạn sẽ yên tâm là streamer với bộ máy này nhé. Do ở đây chúng ta sử dụng chiếc nguồn cò xe SF750 có công suất tới là 750W và có chứng chỉ của 80 Plus Platinum, thế nên là các bạn hoàn toàn có thể gạt được bỏ suy nghĩ là sợ thiếu nguồn khi mà nâng cấp về sau. Nhưng mà một yếu điểm ở đây mà mình phải nhắc đến các bạn đó chính là về mainboard. Khi mà chúng ta có mainboard B460 chỉ có thể sử dụng lên tới CPU là Core i7-10700 mà thôi. Cũng như là bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải tuân thủ theo những cái quy chuẩn về VGA khi mà chiều dài đây là 121mm. Cũng như là bề dày thì chỉ có thể là tối đa 2 slot để tránh cái việc mà cấn sang cái khoảng trống của các linh kiện khác. Còn về phần dung lượng thì mình nghĩ ở đây đã quá là đủ khi mà chúng ta có SSD lên tới là 500GB cũng như là tốc độ là 3.2GB trên giây rồi. Còn nếu chăng muốn tăng thêm thì mình nghĩ là sẽ thêm vài cái SSD 2.5 inch để và có dung lượng từ khoảng đâu đấy 500 cho đến 1TB nếu như các bạn muốn thêm nhiều dung lượng hơn cho bộ máy này nhé. Falcon 26 sẽ không dành cho các bạn thích những bộ máy kích cỡ lớn hay là hiệu năng trên giá thành cao, bởi vì linh kiện ETX thì luôn có mức giá thành cao hơn so với các loại máy khác. Nhưng mà những bộ máy cỡ nhỏ như thế này thì sẽ đem lại cảm giác sử dụng khác biệt, từ hình dáng lạ mắt cho tới tính tiện dụng. Và đây thì cũng đang là thú chơi nổi lên trong khoảng 1 năm trở lại đây, khi mà người ta cảm thấy dần nhàm chán với những cấu hình to vật vã chiếm quá nhiều diện tích trong nhà. Và thực ra xét riêng về hiệu năng trên cái giá thành ở đây thì mình thấy là em Falcon 26 này cũng khá là hợp lý rồi. Và nó thực sự là rẻ hơn hẳn so với khi mà các bạn tự mua linh kiện về lắp phải không nào. Trong khi đó thì vẫn giữ nguyên về các cái vấn đề như là bảo hành hay là tùy chỉnh cấu hình theo ý mình muốn. Còn điểm yếu duy nhất ở đây mình nghĩ đó là về cái khả năng mà nâng cấp, khi mà chúng ta sẽ bị hạn chế về VGA cũng như là không thể nào sử dụng được những cái chùm cuối như là 10900K chẳng hạn. Còn thực ra đấy cũng là một cái câu chuyện khác mình nghĩ là có thể giải quyết được ở những cái video tiếp theo, khi mà mình có thể nhận được những vỏ cây hay ho hơn như là TU150 hay là InWin Armor Plus chẳng hạn. Và vừa rồi thì mình cũng đã luyên thuyên đủ về em Falcon 26 này rồi. Còn bây giờ thì các bạn, ý kiến của các bạn như thế nào? Các bạn muốn thay đổi cấu hình gì cho em máy này hay không? Hay là muốn mình review thêm về những cái bộ máy ETX như thế này thì sử dụng cho mục đích như thế nào? Thì hãy cùng comment xuống phía bên dưới. Và cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho chúng mình cũng như là gặp mình trong thời gian tới nhé. Còn bây giờ thì Nami xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!